Ok, nó ra con 4 thì mình win nè các bạn. Đó, nó tăng tiền lên nè. Một cái mẹo giúp cho các bạn bào tiền từ sàn ha. Và đây là cái cách nó cũng đơn giản thôi. Ở đây thì mình sẽ demo cách kiếm 400k mỗi ngày ha. Các bạn chỉ cần đầu tư khoảng 300 đô thôi. Rồi, các bạn vào một trò chơi giúp mình ha. Sau đó mình vào trò chơi này. Rồi, thông tin chi tiết về cách. Và bên mình có một cái nhóm hỗ trợ cũng như là tặng tiền cho các bạn đăng ký mới. Các bạn hãy xem ở phần mô tả cũng như là phần bình luận nha. Khi mà các bạn đăng ký qua link của mình á, các bạn liên hệ với bạn Telegram thì bạn đó sẽ hỗ trợ tặng tiền cho các bạn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ áp dụng công thức nè. Mình loại con số đầu tiên là con số 6 và hai cặp trùng thì mình có cặp số 1 và cặp số 8 nè các bạn. Mình sẽ loại là 6, 1 và 8 nha, mình đi những con còn lại. Ở đây mình sẽ đi loại 3 đô nè, 6, 1, 8 mình sẽ đi những con còn lại. Ok, hai công thức đó đơn giản thôi, các bạn áp dụng vào là ra nha. Rồi, các bạn chờ một tí nha, mình sẽ nhắc lại về cái event tặng tiền cho các bạn nha. Khi mà các bạn đăng ký một tài khoản mới qua link giới thiệu của mình thì bên mình sẽ tặng cho bạn tiền để các bạn trải nghiệm nha. Thông tin thì các bạn hãy xem các link ở phần mô tả cũng như là phần bình luận. Ngoài ra thì bên mình cũng có nhóm hỗ trợ cho các bạn nha. Nhóm thì mình sẽ tạo một cái nhóm Telegram á, các bạn vào nhóm Telegram bên mình sẽ hỗ trợ nha. Rồi, các bạn chờ kết quả nha các bạn. Ok, nó ra con 4 thì mình win nè các bạn. Đó, nó tăng tiền lên nè. Bây giờ mình sẽ đi thêm một lệnh ha để kiếm đủ chỉ tiêu là 400k. Rồi, mình sẽ loại con số 4 nè, đúng như công thức nha. Rồi, ở đây nó sẽ có cặp 6 nè. Được chưa? Cặp 1 cũng như là cặp 8. Thì ở đây nó có 3 cặp nhưng mà ở đây mình loại 2 cặp thôi thì mình sẽ chọn 2 trong 3 nha. Mình loại chắc chắn đầu tiên là con số 4 mà. Vậy 6, 1 và 8 thì mình sẽ chọn là 6 và 1 nha. Mình sẽ loại là 4, 6 và 1. Ok, mình đi con số 3 đô, 4, 6, 1 đúng không? Mình sẽ đi những con còn lại. Đó, công thức này easy ha, các bạn chỉ cần áp dụng thôi. Ở đây thì mình cũng có thủ thêm một cái lệnh phụ nữa nè. Nếu mà trường hợp mà lệnh đầu tiên mà các bạn lót á, thì các bạn vẫn đi cái lệnh tiếp theo nha. Các bạn đi một cái lệnh là 9 đô. Mình cũng áp dụng theo công thức mình đi nha. Để mình kéo lại cái lệnh 3 đô này. Đó, thì đây mình thủ cho bạn thêm một cái bước để các bạn kéo lại nữa đó. Rồi thì với con số 1 nó ra thì mình lót đúng không? Mình lót thì mình sẽ đi một lệnh 9 đô nè. Mình sẽ áp dụng công thức nha. Loại con số 1 nè. Rồi, ở đây thì có cặp 6 nè. Cặp 8 nè. Mình loại là 1, 6 và 8. Mình sẽ đi lệnh 9 đô nè. 1, 6, 8 nha. Mình đi những con còn lại. Đó, các bạn áp dụng công thức là được nha. Ở đây mình thủ cho bạn thêm một cái lệnh kéo nè. Lệnh này là kéo kéo vốn về nha. Rồi, thì nó đi ra những con là 0, 2, 3, 4, 5, 7 và 9 thì mình win. Đó, mình có đến bao nhiêu? 7 cái hồi để mình win nè. Cho nên là cái tỷ lệ như là cái khả năng mà mình win ở những lệnh này nó cực kỳ cao nha các bạn. Các bạn chờ nó ra kết quả nha. Rồi, nó con 5 thì mình win, mình kéo lại nè. Đó, thì ở đây các bạn áp dụng công thức là ra nha. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Và chúc cho các bạn thành công.